Nè. Các bạn có thấy màn hình mình chia sẻ chưa? Dạ, thấy slide phân loại này. Thấy rồi ha. Rồi. Rồi, hôm nay chúng ta học qua một cái bài cái phần tiếp theo, biến chứng tiếp theo của xơ gan, đó là bệnh não gan. Hôm trước á, mình đã học cái viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát rồi. Bây giờ mình học qua một cái biến chứng khác cũng thường gặp của bệnh nhân xơ gan á, đó là cái bệnh não gan. Thì đối với bệnh não gan thì chúng ta chia làm 3 tiếp. Nhưng mà ở đây á, đối với chúng ta thì chúng ta chỉ học lưu ý cái tiếp C thôi, tức là bệnh não gan do xơ gan và tăng áp tĩnh mạch cửa. Đối với bệnh não gan do xơ gan á, thì người ta chia làm 3 sub tiếp, đó là cơn bệnh não gan hay còn gọi là bệnh não gan cấp, thứ hai là bệnh não gan tồn tại, và thứ ba là bệnh não gan tối thiểu. Tiếp theo á, là chúng ta dựa vào phân độ thì chúng ta thấy á, bệnh não gan dưới lâm sàng á, và bệnh não gan độ 1 được xếp là bệnh não gan mức độ nhẹ. Như vậy á, bệnh não gan tiềm ẩn hay còn gọi là bệnh não gan dưới lâm sàng, thì những bệnh nhân này á, tri giác và biểu hiện thần kinh hoàn toàn bình thường khi khám lâm sàng, và test nối số thì lúc này chúng ta làm test nối số mới thấy bệnh nhân có biểu hiện bất thường. Còn nếu á, chúng ta khám về tri giác cũng như là hỏi về cái định hướng không gian thời gian bản thân thì thấy chúng ta đều thấy bệnh nhân đều rất bình thường. Tiếp theo là bệnh não gan cấp, tức là hôn mê gan, thì nó diễn tiến rất nhanh, ảnh hưởng tri giác của bệnh nhân và nó thường gây tử vong. Và cuối cùng là bệnh não gan mạn á. Bệnh não gan mạn á thì thường nó diễn tiến chậm, triệu chứng về rối loạn tâm thần kinh thì nó diễn tiến một cách từ từ ha. Như vậy á, đối với một cái bệnh não gan tiềm ẩn á, thì nếu mà chúng ta không cho bệnh nhân làm test nối số thì chúng ta rất khó phát hiện ra. Như vậy đối với bệnh não gan mà để phát hiện sớm, thường người ta sẽ có một cái dấu hiệu được gọi là rối loạn giấc ngủ. Nếu mà bệnh nhân đến khám với chúng ta mà khai là bị khó ngủ thì đó là coi chừng đó là dấu hiệu sớm nhất của bệnh não gan ha. Tiếp theo á, chúng ta học thêm cái phân loại bệnh não gan. Cái này hồi năm tư anh có dạy các bạn chưa vậy hả? Hồi năm tư anh có dạy các bạn cái dạy chưa? Dạ rồi thầy. Vậy thôi anh bỏ qua cái này nha, nói nhanh nhanh chút nha. Bệnh não gan thì chúng ta phân tiếp ha, nó rách máy rồi nó over hay cover ha, tiềm ẩn hay lộ rõ ha, cái này nó tái phát hay bệnh não gan tồn tại, và cái yếu tố thúc đẩy là cái gì ha, cái này các bạn học hết rồi đó, cái này bỏ qua ha. Về bệnh não gan thì chúng ta nhớ đây là một cái chẩn đoán loại trừ. Chúng chứ không phải là ngày đầu đầu tiên vô chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị não gan, mà nó phải loại trừ các nguyên nhân thường gặp khác gây rối loạn tri giác trước khi chúng ta chẩn đoán bệnh nhân này bị não gan. Như vậy lâm sàng là dựa vào bệnh nhân có rối loạn chức năng gan, và thứ hai có biểu hiện của rối loạn nhận thức hoặc là của thái độ hoặc hành vi ha. Về cận lâm sàng anh nhắc lại, chủ yếu là chúng ta dựa vào nồng độ NH3 máu động mạch, nhưng mà cái điện não đồ á, thì cũng là một cái phương tiện để giúp chúng ta chẩn đoán chứ không phải là tiêu chuẩn vàng như trước đây. Trắc nghiệm về tâm thần kinh cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta hỗ trợ chẩn đoán, và cuối cùng CT não dùng để chẩn đoán loại trừ ha. Như vậy chúng ta nhớ hiện tại không có tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh não gan, mà nó là chẩn đoán loại trừ. Như vậy chúng ta dựa vào một số công cụ cận lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán, thì bao gồm có định lượng nọ ba máu động mạch, thứ hai là điện não đồ EEG, và thứ ba là cái trắc nghiệm về tâm thần kinh. Đó là những cái test mà chúng ta có thể làm để góp phần chẩn đoán, hỗ trợ chẩn đoán bệnh não gan, chứ thực sự ra chúng ta không có tiêu chuẩn vàng cũng như là để chẩn đoán chính xác bệnh não gan, mà nó là một chẩn đoán loại trừ. Về cái lâm sàng thì đúng như chúng ta đã nói, thì chủ yếu là rối loạn giấc ngủ là biểu hiện sớm nhất nha. Mấy cái này các bạn đã học hồi 4 rồi, do đó anh không nhắc lại nữa. Về cái yếu tố thúc đẩy của bệnh não gan, đối với điều trị bệnh não gan thì chúng ta nhớ quan trọng nhất là tìm ra yếu tố thúc đẩy và giải quyết yếu tố thúc đẩy là quan trọng. Nếu mà chúng ta giải quyết được yếu tố thúc đẩy thì bệnh nhân sẽ không có bị tái phát. Còn nếu mà chúng ta không tìm được yếu tố thúc đẩy thì bệnh nhân sẽ rất dễ bị tái phát, tức là vô não gan liên tục. Thứ nhất là gì?
yếu tố thúc đẩy đầu tiên là thuốc, nó là thuốc an thần gây ngủ, ví dụ như là nhóm benzodiazepine hoặc là rượu vân vân. Thứ hai là gì? Nhà tăng sản xuất, cái nhóm tăng sản xuất NH3, ví dụ như là chế độ ăn đạm, nhiều đạm thì nó có sản xuất ra nhiều NH3. Thứ hai là xuất huyết tiêu hóa, như chúng ta biết là máu cũng là một nguồn đạm khổng lồ. Do đó nếu mà bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa thì đây là nguyên nhân thường gặp gây ra não gan. Thứ ba là bệnh nhân bị nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng dịch bán ha. Thứ tư, rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu. Và thứ năm đó là táo bón ha. Và thứ sáu đó là kiềm chuyển hóa. Khi mà bệnh nhân bị kiềm chuyển hóa thì nó tăng khối tá NH3 vào não. Như vậy, hoặc là yếu tố thúc đẩy là mất nước, ví dụ như nôn ói, tiêu chảy hoặc là xuất huyết ha. Dùng lại tiểu quá nhiều, chọc tháo dịch bán lượng nhiều ha. Như vậy đó là những yếu tố thúc đẩy làm cho mất nước, mất dịch, cũng thúc đẩy vào bệnh lý não gan. Về cái xanh cửa chủ, về xanh cửa chủ thì nếu bệnh nhân có đặt tiếp thì nó sẽ là, đây là yếu tố thúc đẩy của bệnh lý não gan ha. Về tắc mạch máu có huyết khối tĩnh mạch cửa và huyết khối tĩnh mạch gan. Về cái yếu tố thúc đẩy của bệnh não gan thì ở đây là một cái hình tóm tắt, là chúng ta thấy hình đầu tiên là ăn nhiều đạm, thứ hai là đặt tiếp tức là cái xanh cửa chủ, thứ ba là xuất huyết tiêu hóa, thứ tư là bệnh nhân có nhiễm trùng, thứ năm là bệnh nhân có sử dụng thuốc an thần hoặc là các thuốc giảm đau gây nghiện ha. Và thứ sáu là chúng ta có sử dụng lợi tiểu, quá liều lợi tiểu làm mất nước mất dịch. Thứ hai là nó làm giảm nồng độ kali máu ha, làm tăng khối tá NH3 vào hàng rào máu não. Thì đây là những yếu tố thúc đẩy thường gặp của bệnh nhân của bệnh lý não gan. Như vậy chúng ta phải thuộc, bởi vì khi chúng ta điều trị bệnh lý não gan thì chúng ta phải nắm được yếu tố thúc đẩy và phải giải quyết được yếu tố thúc đẩy thì bệnh nhân mới ra cơn được. Cái này thì hỏi 4 các bạn đã được học rồi ha. Bệnh não gan từng đợt hoặc là bệnh não gan tái phát ha. Thì ở đây chúng ta thấy mỗi cái đều có những yếu tố thúc đẩy thường gặp ha. Nhiễm trùng nè, xuất huyết tiêu hóa nè, quá liều lại tiểu nè, rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu ha. Hoặc là bên đây thì chúng ta thấy tái bệnh tái phát thì có thể rối loạn điện giải hoặc là nhiễm trùng hoặc là táo bón ha. Về nhiễm trùng á, cái yếu tố thúc đẩy về nhiễm trùng thì chúng ta thấy nhiễm trùng ở đây là có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng dịch bán, nhiễm tiêu chảy, nhiễm trùng hô hấp dưới, thậm chí là nhiễm trùng da cũng được xem là yếu tố thúc đẩy của nhiễm trùng, điều xem là yếu tố thúc đẩy của não gan, chứ không phải chỉ riêng của nhiễm trùng dịch bán mới thúc đẩy não gan. Các bạn nhớ nha, tất cả các yếu tố nhiễm trùng trên cơ thể đều là yếu tố thúc đẩy của bệnh lý não gan. Cái này hồi chúng ta Y4 học rồi thì chúng ta dựa vào nồng độ NH3 máu động mạch để chẩn đoán bệnh não gan. Thường á nha, mà thật sự tại bệnh viện chúng ta thì chúng ta chỉ dựa vào được NH3 máu tĩnh mạch thôi ha. NH3 tăng đơn độc không thể chẩn đoán xác định bệnh, mà NH3 máu bình thường cũng không cho phép loại trừ được cái bệnh lý não gan. Về điện não đồ thì chúng ta thấy nó là một cái công cụ hỗ trợ chúng ta để giúp chẩn đoán bệnh não gan, chứ không phải là tiêu chuẩn vàng như trước đây nha. Những ngày các bạn học hết rồi. Về cái các mức độ của bệnh lý não gan thì chúng ta nhớ là có 4 mức độ. Độ 1 thì chủ yếu là rối loạn giấc ngủ. Độ 2 thì rối loạn về hành vi, tức là tăng động, bệnh nhân tăng động. Và độ 3 thì ngủ gà, mất định hướng. Và độ 4 là bệnh nhân hôn mê. Như vậy mình nói vậy cho nó dễ nhớ. Bệnh não gan có 4 độ. Về chẩn đoán phân biệt thì chúng ta cũng đã học rồi. Thứ nhất là nguyên nhân về thần kinh thì gồm có tai biến mạch máu não, viêm não màng não, chấn thương cột sống, chấn thương sọ não vân vân. Thứ hai là phân biệt với rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ natri máu hoặc là hạ canxi máu. Thứ ba là hạ đường huyết là rất thường gặp ở bệnh nhân có loạn tri giác, ở bệnh nhân sơ gan. Thứ tư là ngộ độc rượu, ví dụ như bệnh nhân sơ gan có uống rượu vô, bệnh nhân bị rối loạn tri giác thì coi chừng. Ngoài cái não gan thì chúng ta nhớ đến nguyên nhân ngộ độc rượu. Thứ năm là ngộ độc thuốc, ví dụ như các thuốc an thần gây nủ. Thứ sáu là bệnh nhân bị rối loạn về cái tâm thần kinh, đặc biệt là cơn động kinh. Thứ bảy là nếu bệnh nhân có đái tháo đường thì chúng ta nhớ đến tình trạng toan đái tháo đường do nhiễm ceton acid hoặc là do nhiễm toan acid lactic vân vân. Và thứ tám là coi chừng bệnh nhân có kèm theo suy thận, tức là bệnh nhân nếu có suy thận kèm theo thì sẽ bệnh nhân có hội chứng ure huyết cao, nó cũng gây rối loạn tri giác và nó cần chẩn đoán phân biệt với bệnh lý não gan. Về cơ chế bệnh sinh của bệnh lý não gan thì là do gan bị suy chức năng cho đó và tăng áp lực tĩnh mạch cửa, do đó làm cho các thông nối cửa chủ này thì độc chất nó không được lọc qua gan, nó đi thẳng vào hệ thống vào máu, vào vòng tuần hoàn chung và nó qua hàng rào máu não, nó lên hệ thống thần kinh trung ương.
Và như vậy á, cơ chế tác động trên não của nó là do xuất hiện các độc tố nội sinh, thứ hai là do thay đổi cái chất dẫn truyền thần kinh và thụ thể, thứ ba là tăng tính thấm của hàng rào máu não, và thứ tư là do ảnh hưởng đến chức năng các tế bào hình sau nha. Rồi thứ nhất là về cơ chế là do bệnh nhân rối loạn tri giác do ứ động NH3 và các độc tố nội sinh, thì người ta thấy á, ở bệnh nhân sơ gan mà bị não gan thì có hiện tượng tăng nồng độ NH3 trong máu cũng như ở hệ thống thần kinh trung ương. Thứ hai về giả thuyết Batman á, thì người ta nói NH3 nó kết hợp với alpha ketoglutarate để tạo ra glutamin. Nồng độ glutamin á, cao hệ thống thần kinh trung ương sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu thụ oxy của não, do đó nó làm giảm cái sự thức tỉnh của tri giác. Nhưng mà người ta thấy lại không thấy được cái tương quan giữa độ nặng của mức độ bệnh não gan với nồng độ của NH3, do đó người ta nói giả thuyết này cũng là một trong những cơ chế mang tính chất giả thuyết mà thôi. Tiếp theo là các độc tố nội sinh khác, ví dụ như là mercaptan thì được vi khuẩn đường ruột tổng hợp từ các axit amin có chứa gốc sulfur hoặc là và được thải trừ ở gan. nó tạo ra hơi thở có mùi gan ở những bệnh nhân mà bị não gan nặng. Như vậy đây là một cái độc chất do vi trùng đường ruột tổng hợp. Như vậy nếu vậy thì chúng ta điều trị nó bằng cách là cho cái kháng sinh để chúng ta điều trị những vi khuẩn đường ruột này thì nó sẽ làm giảm được cái tổng hợp cái mercaptan. Tiếp theo các axit béo chủ ngắn được vi khuẩn đường ruột tạo ra và chuyển hóa ở gan ngấm qua hàng rào máu não ha, và có tác dụng, các axit béo chủ ngắn này nó có tác dụng là gây ngủ, làm rối loạn tri giác, lơ mơ ha. Cuối cùng là các độc tố nội sinh thứ ba, đó là phenol. Đây là các dẫn xuất từ các axit amin, ví dụ như là tyrosine hoặc là phenylalanine. Đây là các độc chất về thần kinh. Đây là cơ chế của bệnh lý não gan ha. Đây như vậy chúng ta thấy mọi người bình thường thì amoniac có hai nguồn tổng hợp, một là từ ruột và thứ hai là từ thận. Như vậy nó có hai nguồn tổng hợp nên amoniac. Và amoniac chủ yếu được chuyển hóa qua gan khoảng từ 70-90% để tạo thành ure và đào thải qua thận. Ngoài ra amoniac cũng được chuyển hóa qua cơ để tạo thành glutamin và đào thải qua thận. Như vậy chúng ta thấy ở hình cái gan khỏe mạnh thì cái đường mà chuyển hóa amoniac ở não là đường chấm gạch, tức là bình thường não không có chuyển hóa amoniac. Như vậy chủ yếu là do gan và cơ chuyển hóa amoniac, mà chủ yếu là gan, từ 70-90%. Tuy nhiên ở bệnh nhân sơ gan ấy, chúng ta thấy một khi cái nguồn cung NH3 thì vẫn không đổi, tuy nhiên cái gan đã bị sơ, do đó chúng ta đánh dấu ít, tức là không thể chuyển hóa được nữa, thì lúc này amoniac sẽ được tập trung chuyển hóa qua cơ. Tuy nhiên cơ thì cái khả năng chuyển hóa cũng có giới hạn, và thứ hai bệnh nhân sơ gan đại đa số bị teo cơ, do đó khả năng chuyển hóa NH3 máu cũng không đáng kể, và cuối cùng nó cũng bị kiệt quệ, và cuối cùng NH3 máu sẽ được chuyển hóa chủ yếu qua não, và não nó chuyển hóa NH3 thì nó tạo ra các chất glutamin, nó làm gia tăng tiêu thụ oxy ở não, do đó nó làm cho bệnh nhân dễ sinh ra rối loạn tri giác và lơ mơ. Về cái cơ chế thứ hai là do thay đổi cái chất dẫn truyền thần kinh và các thụ thể, ví dụ như nó tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh giả, ví dụ như là cái octobamine, nó thay thế cho các chất dẫn truyền thần kinh thật, ví dụ như là dopamine và norepinephrine. Như vậy chúng ta biết chất dẫn truyền thần kinh thật có vai trò là làm cho tri giác thức tỉnh. Như vậy khi mà nó tăng tổng hợp ra các chất dẫn truyền thần kinh giả, ví dụ như octobamine, nó gắn vào các thụ thể của các dẫn truyền thần kinh thật thì nó sẽ làm giảm cái hiện tượng thức tỉnh về mặt tri giác. Ngoài ra nó có sự gia tăng của tổng hợp các axit amin làm mất cân bằng Fischer, và nó là dẫn đến tình trạng rối loạn tri giác. Cái thay đổi về dẫn truyền của hệ GABA NACHIC, rồi thay đổi về dẫn truyền của hệ LUTAMA NACHIC và thay đổi về dẫn truyền của hệ DOPAMINE NACHIC. Như vậy nó có rất nhiều cái thay đổi về dẫn truyền của các hệ khác nhau, đều dẫn đến là tổng hợp nên các chất làm giảm thức tỉnh ở não. Cơ chế thứ ba của gây ra bệnh lý não gan là do tăng tính thấm hàng rào máu não. Như vậy khi mà tăng tính thấm hàng rào máu não thì trong suy gan sẽ dẫn đến phù não. Thứ hai nó làm tăng thiếu máu cục bộ ở não, và thứ ba là gì? Nó tăng bắt giữ các axit amin mà nó không tốt cho não bộ. Thứ tư là thay đổi chức năng của tế bào hình sau. Tế bào hình sau ở não có vai trò chính trong việc tổng hợp glutamin và khử NH3 tại não. Tuy nhiên nếu mà NH3 một số chất khác làm tế bào
Nếu mà NH3 quá nhiều cũng như các độc chất nội sinh quá nhiều, nó sẽ làm cho tế bào hình xoang trương to ra và gây rối loạn chức năng của tế bào hình xoang. À, và khi đó thì nó có khả năng gây phù não nhẹ, nhưng mà thường không làm đủ để gây tăng áp lực nội sọ. Do đó ở bệnh nhân xơ gan mà có não gan thì họ cũng có tăng áp lực nội sọ nhưng mà mức độ nhẹ, nó gây phù não mức độ nhẹ thôi chứ không gây tăng áp lực nội sọ giống như cái hôn mê gan do suy gan cấp. Như vậy bệnh nhân mà xơ gan á, thì cái bệnh não gan của họ có khả năng gây phù não mức độ nhẹ nhưng không gây tăng áp lực nội sọ giống như các trường hợp suy gan cấp, ví dụ như do viêm gan B, viêm gan C hoặc là do thuốc, thì những trường hợp đó nó có khả năng gây phù não và gây tăng áp lực nội sọ. Như vậy đứng trước một bệnh nhân mà bị bệnh não gan thì cách tiếp cận của chúng ta như thế nào? Thứ nhất là phải loại trừ các nguyên nhân ngoài gan gây ảnh hưởng về chức năng tâm thần kinh. Ví dụ như cái gì? Ví dụ như các nguyên nhân ngoài gan, ví dụ như là bệnh nhân bị ngộ độc rượu, bệnh nhân gây rối loạn tri giác, rồi bệnh nhân bị cơn động kinh gây rối loạn tri giác, thì đó gọi là những nguyên nhân ngoài gan gây ảnh hưởng về chức năng tâm thần kinh. Do đó chúng ta phải loại trừ các nguyên nhân khác. Thứ hai là cần phải kiểm tra NH3 máu động mạch để đánh giá ban đầu một bệnh nhân xơ gan có rối loạn về tâm thần kinh xem đúng có phải là do bệnh lý não gan hay không. Thứ ba là phải chúng ta phải tìm ra cái yếu tố thúc đẩy của hôn mê gan. Thứ tư là nếu bệnh nhân bị kích động nặng do bệnh lý não gan thì chúng ta có thể dùng được một cái chất được gọi là thuốc chống loạn thần, haloperidol, để làm cho bệnh nhân được an thần, tránh không được dùng benzodiazepine. Nếu chúng ta dùng thuốc an thần gây ngủ thì bệnh nhân sẽ rơi vào bệnh não gan nặng hơn. Do đó chúng ta chỉ được dùng nếu bệnh nhân kích động nặng quá thì chúng ta sử dụng một loại thuốc chống loạn thần là haloperidol để có tác dụng an thần nhẹ cho bệnh nhân mà thôi. Điều trị một bệnh nhân vừa bị hôn mê gan mà vừa có hội chứng cai rượu đó là một cái điều rất là khó. Như vậy bệnh nhân hôn mê gan, bệnh nhân não gan mà giai đoạn 2, tức là trạng cái tri giác nó bị kích thích, kích động, thì những trường hợp này người ta thấy nó rất dễ lầm với cái hội chứng cai rượu. Như vậy để chẩn đoán phân biệt hai cái trạng thái này với nhau thì người ta sẽ làm một cái test được gọi là cho bệnh nhân uống rượu hoặc là ngửi cái mùi rượu, thì nó sẽ làm cho nếu bệnh nhân có đáp ứng thì khả năng đó là bệnh nhân có hội chứng cai rượu mà thôi. Còn nếu bệnh nhân không có đáp ứng thì coi chừng đó là do bệnh lý não gan. Bệnh nhân mà bị bệnh não gan nặng thì nên điều trị ở khoa hồi sức tích cực. Tiếp cận bệnh não gan ở theo Hội Gan Mật Hoa Kỳ năm 2014 thì nên tiến hành chăm sóc bệnh nhân ở có bệnh nhân não gan mà có rối loạn ý thức. Thứ hai là gì? Những nguyên nhân khác của rối loạn ý thức nên được phát hiện và điều trị, xác định yếu tố thúc đẩy và điều chỉnh. Và cuối cùng là khởi phát điều trị theo kinh nghiệm. Như vậy chúng ta thấy đối với hướng dẫn về bệnh não gan của Mỹ vẫn khuyến cáo chúng ta hàng đầu phải nhớ là tìm ra yếu tố thúc đẩy và điều chỉnh yếu tố thúc đẩy thì bệnh nhân sẽ ra cơn và không bị tái phát. Còn nếu chúng ta không tìm được yếu tố thúc đẩy thì gần như chúng ta sẽ thất bại điều trị. Như vậy dựa vào cơ chế bệnh sinh của bệnh não gan là do sự tích tụ của NH3 cũng như các độc chất, thì người ta phải điều trị bằng cách là loại bỏ NH3 và các độc chất thì bệnh nhân sẽ được phục hồi về tri giác. Như vậy chúng ta nhớ, đối với loại bỏ NH3 và độc chất thì chúng ta có 5 vị trí cần phải tác động để loại bỏ hoặc là giảm nồng độ NH3 và các độc chất thần kinh. Thứ nhất là tại ruột, chúng ta phải ngăn cản không cho các độc chất thấm vào hệ tuần hoàn chung. Thứ hai, vị trí thứ hai chúng ta cần tác động là tại gan, là tăng thải trừ độc chất tại gan. Thứ ba là tại cơ, chúng ta phải tăng khả năng chuyển hóa của cơ để thải độc NH3 tại cơ. Thứ tư là tại hàng rào máu não, chúng ta phải ngăn cái hiện tượng tăng tính thấm hàng rào máu não để cho các độc chất có thể qua được hàng rào máu não, thì chúng ta phải ngăn chặn hiện tượng này lại. Và thứ sáu là tại não, thì chúng ta phải khôi phục lại sự dẫn truyền bình thường về chức năng của thần kinh bằng cách là ức chế tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh giả cũng như là khôi phục các chất dẫn truyền thần kinh thật. Như vậy, để điều trị loại bỏ NH3 và các độc chất, chúng ta nhớ có 5 vị trí để tác động. Các bạn ghi chú chỗ này nha. Thứ nhất là tại ruột, thứ hai là tại gan, thứ ba là tại cơ, thứ tư là tại hàng rào máu não và thứ năm là tại não. Đầu tiên, tại ruột, để loại bỏ NH3 và độc chất thì chúng ta có 2 thuốc có khả năng sử dụng. Một là các thuốc nhuận trường, thứ hai đó là các thuốc về kháng sinh để điều trị các vi trùng của đường ruột. Như vậy nhóm thuốc nhuận trường đầu tiên chúng ta học đó là lactulo, tên biệt dược của nó là duphalac.
Lactulo. Lactulo này được xem là lựa chọn đầu tiên để dự và dự để chọn đầu tiên để điều trị cũng như là dự phòng bệnh lý não gan. Thứ hai, liều uống của nó là có thể một hoặc là hai gói nhân cho 3 hoặc 4 lần một ngày. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ chúng ta nên khởi động liều thấp từ 1 đến 2 gói một ngày, từ 1 đến 2 gói một ngày cho đến khi tiêu phân sạch là được, chứ không cần phải làm cho bệnh nhân tiêu chảy. Nếu bệnh nhân bị tiêu chảy, bệnh nhân sẽ xuất hiện rối loạn điện giải và chúng ta sẽ rơi vào bệnh não gan, tức là vòng xoắn bệnh lý. Như vậy chúng ta nhớ, đối với Duphalac thì chúng ta sẽ sử dụng là đến khi 1 đến 2 gói một ngày cho đến khi bệnh nhân tiêu phân sạch là được, chứ không để tiêu chảy nha. Hoặc là chúng ta có cách khác để điều trị bệnh lý não gan, đó là chúng ta sẽ thục giữ ở đại tràng nha. Thục giữ đại tràng thì nó này, cái cách này thì chúng ta sẽ làm cho bệnh nhân mau tỉnh hơn. Tác dụng phụ của Duphalac là nó làm cho đau quặn bụng ha, có đầy hơi ha, có khi tiêu chảy, làm mất nước và loạn điện giải, và cũng có thể làm nặng thêm tình trạng của hôn mê gan. Do đó chúng ta nhớ cái liều của Lactulo là 1 đến 2 gói một ngày, sử dụng cho đến khi bệnh nhân tiêu phân sạch là được, không được để bệnh nhân bị tiêu chảy ha. Cơ chế của Lactulo thì các bạn có thể tự đọc thêm nha. Ngoài ra, nếu mà không có Lactulo thì chúng ta có thể sử dụng một cái chất khác được gọi là PET, tức là những cái thuốc nhuận trường khác, ví dụ như là Phọt Lắc, Enema hoặc là Phọt Trăng, thì đều có hiệu quả làm tăng đẩy cái phân ra ngoài và làm cho bệnh nhân mau hồi phục nha, tức là bệnh nhân phục hồi tri giác nhanh. Cho đó người ta nói Phọt Lắc và Duphalac, cơ chế nó cũng là tăng thải độc chất ra khỏi đường ruột càng nhanh càng tốt. Như vậy chúng ta nếu không có Duphalac thì chúng ta có thể tạm sử dụng thay thế bằng Phọt Lắc nha. Về kháng sinh, tiếp theo là để điều trị các vi trùng trong đường ruột, để nó ngăn nó không được tổng hợp nên các độc tố nội sinh, thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh lý não gan. Thì kháng sinh được gọi là, kháng sinh ở đây là chúng ta sử dụng các loại kháng sinh không hấp thu, và đây được xem là điều trị thứ hai của bệnh lý não gan, có thể phối hợp với Lactulo và nên cho kháng sinh sau khi cho liều Lactulo đầu tiên. Như vậy chúng ta nhớ kháng sinh thì chúng ta nên cho sau khi chúng ta đã cho Lactulo ha. Nhưng mà trên lâm sàng thì chúng ta cho một lượt luôn, chứ chúng ta không có đợi chờ ha. Những bệnh nhân bị não gan thường chúng ta sẽ phối hợp hai thứ cùng một lúc. Và chúng ta nhớ là kháng sinh ở đây là các loại kháng sinh không hấp thu. Đầu tiên, kháng sinh đầu tiên là Neomycin, thì hiện tại Việt Nam mình không có, do đó chúng ta không đề cập. Thứ hai là Metronidazole, trên lâm sàng chúng ta có thường có sử dụng kháng sinh này. Cái liều của nó là 0,25 x 3 lần một ngày ha. Các bạn ghi chú cái này vào. Metronidazole 0,25 gram x 3 lần một ngày. Thứ ba là cái Rifaximin. Rifaximin là một cái kháng sinh mới. Gần đây nó tên biệt dịch của nó là Prefix 550 mg, thì cái liều của bệnh lý não gan là Prefix nhân cho 2 lần một ngày ha, 2 lần một ngày hoặc là 3 lần một ngày tùy theo chức năng gan, mà thường thì chúng ta sẽ sử dụng 2 lần một ngày mà thôi ha. Tại vì bệnh nhân sơ gan giai đoạn cuối thì cái này nó người ta nói là hạn chế sử dụng ở bệnh nhân mà suy gan nặng, do đó chúng ta nên giảm liều, thường chúng ta sử dụng 2 lần một ngày thôi. Rifaximin 550 mg, chúng ta là cho uống 2 lần một ngày. Ngoài ra thì chúng ta để làm cho sạch ruột tại ruột thì chúng ta có thể cho bệnh nhân tục tháo bằng cách là pha Lactulo với nước, rồi chúng ta thục giữ đại tràng thì nó sẽ làm cho mau đẩy phân ra ngoài, bệnh nhân mau tỉnh hơn. Thứ hai là cái vị trí tác động thứ hai của điều trị não gan, đó là tại gan. Tại gan thì có chu trình ure để chuyển hóa NH3 tại gan. Như vậy chúng ta thấy là chu trình ure này thì nó, cái gan nó đã hư rồi, thì chúng đây chúng ta thấy có những cái chất được gọi là như là aspartate nè, thứ hai là arginine nè, hoặc là ornithine nè, thì đó là những cơ chất của chu trình ure để chuyển hóa NH3 thành ure rồi đào thải qua thận. Như vậy thì cái chu trình ure này nó diễn ra tại gan. Nếu gan đã hư thì chúng ta dù cho cung cấp cơ chất đi nữa thì chu trình ure này vẫn không xảy ra. Cho đó những điều trị mà có hỗ trợ thêm như aspartate, ornithine hoặc là arginine hay còn gọi chất đó là Lola, thì cũng là có vai trò hỗ trợ là chính, chứ không phải là vai trò điều trị chính trong cái việc điều trị cái bệnh lý não gan. Bởi vì đây là những nguyên liệu cung cấp để hỗ trợ thúc đẩy quá trình chu trình ure tại gan. Tuy nhiên cái chu trình ure này nó đã bị gan nó đã bị sơ, cho đó chu trình ure này diễn ra rất là ít và không có hiệu quả. Chính vì vậy mà khi chúng ta cung cấp cơ chất đi nữa thì nó cũng không có giải độc được NH3 đáng kể.
Do đó cái việc sử dụng Lola trên lâm sàng á, thì chúng ta vẫn dùng, nhưng mà chúng ta biết là hiệu quả sẽ không có cao ha. Lola là viết tắt của L-ornitine và L-aspartate. Các bạn thấy cái chữ ornitine và aspartate trên cái chu trình ure chưa? Các bạn có thấy không? Có bạn nào thấy không? Hả? Dạ thấy. Thấy. Nào có hiểu cái chu trình đó không? Nguyễn Minh Sang đâu? Nguyễn Minh Sang. Dạ dạ có em thầy. À, từ giờ anh đang nói gì vậy? Dạ anh đang nói về cái chu trình ure. Chu trình ure là chúng ta cung cấp những cơ chất gì? Dạ chất là aspartat và ornitin. Ornitin và aspartat ha. Ngoài ra chúng ta có thuốc arginine nữa. Arginine nữa, dạ. Như vậy chúng ta cái thuốc này như vậy cung cấp vô có hiệu quả gì không? Dạ nó chỉ hỗ trợ thôi những trường hợp suy gan nặng chứ nó không có tác dụng điều trị. Sao? Nó chỉ hỗ trợ thôi chứ nó không có tác dụng điều trị cho trường hợp suy gan nặng. Rồi bệnh nhân sơ gan rồi, do đó cái chu trình này không chuyển hóa được. Do đó chúng ta cung cấp cơ chất đi nữa thì vẫn không có hút chảy được cái gì đâu. Có hiểu chưa? Dạ hiểu ạ. Do đó vai trò của nó là hỗ trợ nha. Tiếp theo cái đó nãy mới nói xong đó, L-ornitine này là mặt tát, tên bị tên viết tắt của nó là Lola ha. Nhưng mà chúng ta nhớ Lola này không dùng ở bệnh nhân đang có suy thận nha các bạn. Tiếp theo là chúng ta có một cái chất khác chuyển hóa tại gan, đó là sodium benzoate. Nó kích thích bài tiết NH3 qua nước tiểu bằng cách là tương tác với lysin để tạo ra hippurat. Như vậy cái natri benzoate này á, là một cái chất nó nằm trong cái chất bảo quản thực phẩm. Như vậy ở đây là nó ở nước ngoài thì người ta đã thử dùng cái natri benzoate để điều trị não gan ở những trường hợp nặng, và chúng ta thấy nó sẽ liên kết với NH3 và đào thải NH3 ra nước tiểu. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta không có bán cái thuốc mà tên là natri benzoate này. Chính vì vậy mà chúng ta chưa có thử điều trị lần nào, do đó chúng ta không có kinh nghiệm về chuyện này. Tuy nhiên mấy cái báo cáo viên nước ngoài thì họ đã báo cáo rằng họ xài cũng có rất hiệu quả ha. Tiếp theo đó là kẽm. Kẽm được coi là cofactor của nhiều enzyme trong chu trình ure và thường bị thiếu hụt ở bệnh nhân sơ gan. Như vậy ở bệnh nhân não gan thì chúng ta có thể bổ sung kẽm ha. Cái liều của nó rất cao là 600mg một ngày. Tiếp theo là chúng ta nhớ là hồi nãy vị trí thứ nhất là tại ruột, tại thứ hai là tại gan, thứ ba là tại cơ ha. Như vậy tại cơ có cái gì? Tại cơ chúng ta có một cái thuốc được gọi là acid amin chủ ngắn, hay còn gọi là BCAA. BCAA là acid amin chủ ngắn. Nó giúp thúc đẩy chuyển hóa NH3 ở não và cơ ha. Nó giúp thúc đẩy chuyển hóa cái NH3 thành cái glutamine để đào thải qua thận ha. Các bạn nhớ cái acid amin chủ ngắn này là cơ chất để chuyển hóa cái NH3 thành glutamine để đào thải qua thận ha. Cho đó nó có hỗ trợ trong điều trị não gan. Như vậy nó hỗ trợ chuyển hóa NH3 cả ở não và cả ở cơ. Rồi ngoài ra nó còn cung cấp dinh dưỡng giúp bảo tồn khối lượng cơ xương ở bệnh nhân sơ gan nữa. Và cái chế phẩm này thường sử dụng trên lâm sàng, đó là tên của nó là morihepamine hoặc là aminoleban ha. Nó tên là morihepamine hoặc là aminoleban ha. Nói chung là cái nào mà có chữ hepa là nó đó ha. Đây là cái khả năng chuyển hóa của BCAA thành cái chúng ta thấy á, khi mà chúng ta truyền cho bệnh nhân cái BCAA này á, thì nó sẽ kết hợp với lại alpha ketoglutarate để chuyển hóa cái thành glutamate, và glutamate sẽ kết hợp với NH4 cộng để tạo thành glutamine và đào thải qua thận. Như vậy đây là một cái chất giúp hỗ trợ chuyển hóa NH3, giải độc NH3 ở tại cơ vân và tại não nha. Như vậy á, tại não á, thì chúng ta còn có các chất đối vận benzodiazepine nha. Ví dụ như là lumazenin, nó là một cái chất đối vận với benzodiazepine nha. Như vậy sẽ được sử dụng ở những bệnh nhân bệnh não gan mà có cân cấp và nhập vào cấp cứu, thì chúng ta có thể sử dụng cái lumazenin để điều trị những bệnh não gan cấp nha.
chích một liều thì bệnh nhân có khả năng khôi phục tri giác. Tuy nhiên á, cái thuốc này rất là hiếm và nó ở cấp cứu chúng ta cũng có thuốc này, nhưng mà hiện tại trên khoa chúng ta thì không có xài thuốc này nha. Thứ hai là chúng ta nhớ hồi nãy trong cơ chế của bệnh não gan có cái chữ tổng hợp, là gia tăng tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh giả, thì lúc này chúng ta có một điều trị là bằng cách là chúng ta cung cấp cơ chất của các chất dẫn truyền thần kinh thật thì nó sẽ cạnh tranh với các chất dẫn truyền thần kinh giả, bằng cách là chúng ta sẽ bổ sung cái L-DOPA, tức là cái tên của nó là MADOPA, thì chúng ta sẽ bổ sung các chất tiền chất của chất dẫn truyền thần kinh thật để cạnh tranh với các chất dẫn truyền thần kinh giả. Chromoreptin thì đây là chất động vận thụ thể dopamine, thì chiếc này chúng ta cũng không có xài. Tiếp theo là piracetam, đây là một chất bổ não, chất cơ chế không rõ ràng, thì chúng ta cũng không xài. Hoặc là chất L-carnitin. Một số điều trị hỗ trợ khác, ví dụ như là probiotic, rebiotic và symbiotic. Rồi như vậy chúng ta nhớ là probiotic là cái gì các bạn? Probiotic là gì? Probiotic là cái gì? Đoạn thanh quy. Đoạn thanh quy đâu? Đoạn thanh quy. Đoạn thanh quy đâu? Ngụy Công Phượng đâu? Ngụy Công Phượng. Ngụy Công Phượng đâu? Tô Thị Bích Phượng. Dạ thưa thầy, là probiotic là vi sinh vật. Đoàn Thanh Quy với Ngụy Công Phượng, Ninh ghi tên lại cho anh coi. Mà Quy mà nó kêu Hương Mít đó thầy. Hương Mít, rồi Ngụy Công Phượng đâu? Hương Mít luôn hả? Phượng thì Hương Mít thì... ai sao mà tới giờ học là Hương Mít không vậy hả? Nguyễn Thanh Huy Phát đâu? Nguyễn Thanh Huy Phát đâu? Hư mít nữa phải dạ, không? Dạ có em ạ. À. Probiotic là gì? Dạ, là probiotic là cái vi khuẩn. Đúng rồi, cái vi khuẩn có lợi gì? Probiotic là gì? Vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Nhưng mà probiotic là gì? Cái này thì em không biết. Cái này thì em không biết. Không biết ha. Rồi symbiotic là gì? Hồ Chí Tâm đâu? Hồ Chí Tâm. Dạ có em này. Ừ, về symbiotic là cái gì? Dạ cái đó không biết, chỉ biết probiotic thôi này. Ừ, vậy thôi, khỏi biết rồi, cho khỏi biết luôn nha. Ừ. Rồi, cái probiotic là các men vi sinh, probiotic là chúng ta nhớ là có các men vi sinh, rất là chủng vi khuẩn có lợi nha. Như vậy, nó gần đây người ta nghiên cứu nó có vai trò làm giảm được sản xuất NH3 tại ruột, bởi vì nó cạnh tranh đối với các vi trùng ở đường ruột, đặc biệt là những vi trùng tổng hợp đạm. Như vậy có hai nghiên cứu RCT về cái probiotic và symbiotic và một nghiên cứu về cái rebiotic có tác dụng trên bệnh não gan, có hai chủng hiệu quả, hai chủng vi khuẩn hiệu quả chứ không phải tất cả vi trùng đều có hiệu quả. Đó là thứ nhất là lactobacilli và thứ hai là bifidobacteria. Như vậy chúng ta có hai chủng này thôi chứ không phải vi sinh nào cũng bổ sung cũng có lợi. Như vậy người ta nói probiotic là cung cấp một cái hệ vi sinh có lợi và có tính chất kháng viêm, do đó nó hỗ trợ điều trị não gan, đồng thời nó ức chế cái hệ vi trùng tổng hợp đạm ở trong lòng ruột, do đó nó làm cho giảm tổng hợp các cũng như là hấp thu NH3 tại đường ruột ha. Rồi ngoài ra chúng ta có một cái thuốc được gọi là ức chế alpha leukocyte, tức là một thuốc tiểu đường, thuốc điều trị tiểu đường. Cái thuốc này nếu bệnh nhân sơ gan mà có tiểu đường thì chúng ta dùng cái thuốc này nó sẽ làm ức chế cái men phân giải đường, nó làm cho bệnh nhân không hấp thu được đường, do đó làm cho cái bệnh nhân bị chướng bụng ha. Khi mà cái ứ đường ở trong đường ruột thì nó sẽ kích thích cái hệ vi sinh tổng hợp đường và nó ức chế cái hệ vi sinh tổng hợp đạm. Chính vì vậy đây là cũng là cơ chế làm cho bệnh nhân có ít tổng hợp ra NH3 và làm cho bệnh nhân không có bị não rơi vào trạng thái não gan. Như vậy cái thuốc này thường sử dụng trên bệnh nhân sơ gan mà có tiểu đường ha. Tên biệt dược của nó là Acarbo ha, Acarbo, được sử dụng cho bệnh nhân sơ gan mà có đái tháo đường. Cái điều trị tiếp theo là chúng ta sẽ lọc gan và cuối cùng là ghép gan. Nếu mà chúng ta thất bại với các điều trị nội khoa
thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân lọc máu cũng như là ghép gan ha. Như vậy á, đối với bệnh nhân sơ gan thì chúng ta nhớ dinh dưỡng bệnh nhân sơ gan thì chúng ta nhớ là chúng ta phải chia nhiều bữa ăn ra, chia nhiều bữa nhỏ ha, tức là 4 đến 6 bữa một ngày, năng lượng nạp vào là từ 35 cho đến 40 kcal kg một ngày, protein nạp vào là từ 1,2 đến 1,5 gram kg, ăn nhiều đạm, đặc biệt là đạm thực vật, đường và hạn chế chất béo, ưu tiên chế độ ăn chay. Tuy nhiên á, bệnh nhân sơ gan chỉ hạn chế đạm trong giai đoạn bệnh đau gan ở giai đoạn nặng mà thôi, chứ bình thường chúng ta không cho bệnh nhân sơ gan hạn chế đạm ha. Rồi các thuốc axit amin chuỗi ngắn, ví dụ như aminolepan á, thì vẫn được dùng để nhằm cung cấp đạm cho bệnh nhân ở bệnh nhân sơ gan. Như vậy chúng ta nhớ ở bệnh nhân sơ gan á, tại sao chúng ta chia ra nhiều bữa ăn nhỏ hả? Nguyễn Ngọc Sơn đâu? Trộm. Nguyễn Lực Sĩ đâu? Dạ có em ạ. Ừ, tại sao chúng ta chia nhiều bữa nhỏ? Nguyễn Ngọc Sơn ghi tên lại cho anh đi lên đây. Nguyễn Lực Sĩ đâu? Đọc đi. Tại sao chia nhiều bữa ăn? Dạ chia nhiều bữa ăn để cho bệnh nhân sơ gan khỏi bị nhàm chán trong. Trời ơi, nhàm chán là cái gì? Ý là chán trong việc ăn uống, mà bệnh nhân sơ gan thường hay mệt mỏi chán ăn. Mình điều trị theo cơ chế bệnh sinh ông ơi, chứ không phải chán ăn ông ơi. Nguyễn Việt Gia Thịnh đâu? Dạ thầy có em ạ, thầy nghe không ạ? Nghe. Rồi tại sao chia nhiều bữa ăn? Dạ em nghĩ là chia nhiều bữa ăn để cho bệnh nhân hạn chế cái dị hóa đạm, đặc biệt là dị hóa về ban đêm. Dị hóa đạm, tại sao có hiện tượng dị hóa đạm? Dạ thưa thầy là em nghĩ là khi mà ban đêm thì là cái gì? Tức bây là bệnh nhân là ở vào ban đêm thì là cái năng lượng của bệnh nhân họ giảm đi. Thì cái vấn đề nó sẽ có cơ chế là chia nhiều bữa ăn, đây là chia nhiều bữa ăn ra cả ngày em ơi, chứ không phải chỉ có ăn vào ban đêm em ơi ha. Bây giờ vậy nè, thứ nhất là chúng ta nhớ gan giữ vai trò gì các bạn? Gan giữ vai trò gì? Giữ vai trò có thể là đồng hóa hoặc là dị hóa thức ăn. Không. Thứ nhất là gan giữ vai trò tổng hợp đạm, đặc biệt là albumin, đúng không? Thứ hai là gan giữ vai trò là gì? Tổng hợp và ly giải glycogen, đúng chưa? Thứ ba là gan giữ vai trò tổng hợp lipid. Như vậy chúng ta nhớ gan giữ phần lớn các vai trò hỗ trợ tổng hợp lên các chất dinh dưỡng của cơ thể. Như vậy á, một bệnh nhân sơ gan thì cái gan nó banh rồi thì nó làm sao? Tổng hợp protein cũng không được, tổng hợp lipid cũng không xong và ly giải đường cũng không được. Như vậy cơ thể lấy năng lượng ở đâu để xài? Thịnh? Cơ thể sẽ lấy năng lượng đặc biệt giống như là ở cơ. Đúng rồi, cơ thể bắt đầu ly giải cơ vân để ta tạo ra năng lượng để sử dụng. Như vậy bệnh nhân sơ gan chúng ta thấy đại đa số bị teo cơ, rất là ốm, tay chân thì khẳng khiu, là do hiện tượng dị hóa đạm ở làm tiêu cơ vân. Do đó mình chia nhiều cử nhỏ ra ăn để làm gì? Để cung cấp năng lượng liên tục để cho cơ thể có năng lượng để hoạt động, và nó hạn chế hiện tượng tiêu hủy cơ vân và hạn chế hiện tượng teo cơ ở bệnh nhân sơ gan. Rồi giờ rõ chưa? Dạ rõ rồi. Rõ rồi ha. Rồi tiếp theo, người ta khuyến cáo chúng ta cho ăn nhiều đạm thực vật và đường, và đừng có cho ăn nhiều chất béo vì gan chuyển hóa không có nổi nha. Tiếp theo là nhớ một điều nè, khi anh hỏi trên bàn thi bệnh nhân sơ gan ăn kiêng cử những gì? Như vậy bác sĩ nhiệt đới hay kêu bệnh nhân sơ gan là kiêng cử trứng, đúng hay sai theo các bạn? Bệnh nhân sơ gan mà đi khám ở bên nhiệt đới thì họ hay kêu bệnh nhân đừng ăn trứng. Nguyễn Anh Thư đâu? Dạ thưa thầy.
Ninh ơi, Ninh. Ninh. Dạ, dạ. Đang có đáp án hay gì vậy? Ừ. Dạ không này, đây nghe. Dạ, alo. Đây nè, Ninh, anh kêu bạn nào không có tên cứ ghi chép lại cho anh nha. Ừ. Dạ. Rồi, cái anh Thư trả lời đi. Dạ alo, em nghĩ là đúng ạ. Tại vì ở trong sơ gan thì khuyến cáo là nên ăn nhiều đạm thực vật, mà trứng thì là đạm động vật. Ủa vậy tại sao mà vậy, tại sao không kêu bỏ ăn, không ăn thịt luôn, không ăn thịt heo thịt bò luôn mà kêu cưỡng trứng? Dạ tức là mình nên hạn chế rồi. Hạn chế ha. Thực sự ra các bạn nhớ nha, cái câu trên đây anh đã ghi rõ rồi. Đối với bệnh nhân sơ gan kiêng cữ gì? Không kiêng cữ gì hết, ăn thoải mái. Được chưa? Ăn tất, ăn đa dạng thực phẩm càng nhiều càng tốt, ăn đạm càng nhiều càng tốt, chứ không có kiêng cữ gì cả. Tuy nhiên ở khi bệnh nhân rơi vào trạng thái não gan thì chúng ta bắt đầu giảm đạm nha. Tất cả những thực phẩm mà có nguồn gốc đạm thì chúng ta đều ngưng hết, chứ đều giảm hết, chứ không phải là chỉ riêng của trứng nha. Như vậy khi bệnh nhân nở sơ gan mà chưa có não gan thì chúng ta kêu bệnh nhân ăn thoải mái, ăn càng nhiều càng tốt, đạm ăn càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên đối với một bệnh nhân mà sơ gan đã rơi vào trạng thái não gan thì chúng ta nên khuyên bệnh nhân giảm đạm, đặc biệt là bệnh não gan nặng. Tại vì bệnh não gan độ 1, độ 2 người ta còn chưa khuyên giảm đạm nữa kìa. Độ 3, độ 4 người ta mới khuyên giảm đạm. Như vậy các bạn note vào đi. Thứ nhất, bệnh nhân sơ gan ăn uống thoải mái, không kiêng cữ gì hết. Nha, mai mốt mạnh dạn trả lời với bệnh nhân. Chứ không thôi mai mốt dốt quá rồi bệnh nhân hỏi không biết được trả lời. Thứ hai là khi mà chúng ta ăn đạm á, thì chúng ta chỉ hạn chế đạm trong trường hợp là bệnh nhân bị bệnh não gan nặng. Ở trên đây đã viết cái câu đó rồi, các bạn có thấy không? Hả? Và thứ ba là chúng ta tăng cường vận động thể lực để sinh cơ, để tạo cơ thêm, chứ mình hạn chế vận động thể lực là ngày càng nhược cơ thôi. Và ngoài ra người ta có thuốc hỗ trợ là axit amin chuỗi ngắn là BCAA đó, thì cái aminolepan nó có dạng gói uống, thì cái này mình cho bệnh nhân hỗ trợ uống mỗi ngày, nó vừa cung cấp đạm mà nó vừa hỗ trợ điều trị não gan. À, như vậy chúng ta nhớ đây là những chế phẩm dạng uống, nó là đạm gan, thì có thể hỗ trợ cho chuyển hóa NH3 tại cơ cũng như tại não, và thứ hai là gì, nó cung cấp đạm cho bệnh nhân sơ gan luôn. Ha, như vậy chúng ta nhớ những cái thuốc axit amin chuỗi ngắn mà dạng uống vậy rất là tốt, mình có thể phát cho bệnh nhân về nhà để uống hỗ trợ ha. Đây là cái hình tóm tắt lại cái cơ chế của bệnh lý não gan ha. Chúng ta điều trị ở từng khâu từng khâu. Thứ nhất là chúng ta tại ruột thì chúng ta có cái gì, chúng ta có kháng sinh, chúng ta có cái chất nhuận trường đó là các disaccharide, đó là lactulo ha. Thứ hai là chúng ta có tại gan thì chúng ta có những cái thuốc hỗ trợ, ví dụ lola, có kẽm, có natri benzoate, và ngoài ra thì có những cái chất mà những cái thuốc hỗ trợ chuyển hóa NH3 tại não, ví dụ như là BCAA ha. Rồi ngoài ra có những chất mà chuyển các thụ thể ở trên não, ví dụ thụ thể GABA, thụ thể benzodiazepine, vân vân. Như vậy người ta nói theo dõi lâu dài bệnh nhân sơ gan là theo dõi như thế nào? Thứ nhất là nhận diện và điều trị sớm các yếu tố thúc đẩy của bệnh lý não gan. Thứ hai là giáo dục bệnh nhân và gia đình về tác dụng và tác dụng phụ của thuốc kháng sinh cũng như là thuốc nhuận trường Dufalac, tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị và dấu hiệu sớm sớm nhận biết được các dấu hiệu bệnh não gan tái phát. Như vậy thì như vì chúng ta học rồi, bệnh não gan yếu tố thúc đẩy thường gặp ví dụ như là nhiễm trùng hoặc là bệnh xuất huyết tiêu hóa. Như vậy dặn bệnh nhân về nhà thấy đi cầu phân đen thì lập tức làm sao, cho bệnh nhân uống Dufalac để nó đẩy phân ra ngoài, chứ không thôi nó hấp thu phân đó nhiều quá thì bệnh nhân sẽ rơi vào não gan. Như vậy hoặc là bệnh nhân bị táo bón thì chúng ta nhớ là chúng ta cho thuốc nhuận trường để bệnh nhân đừng bị táo bón, mỗi lần bệnh nhân táo bón là bệnh nhân rơi vào cái não gan. Như vậy đầu tiên chúng ta phải nhận biết cái yếu tố thúc đẩy của não gan của bệnh nhân là gì và giáo dục lại cho người nhà để người nhà nhận biết và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Thứ hai là hướng dẫn cho người nhà cách nhận biết ra các dấu hiệu của bệnh lý não gan sớm, ví dụ như là rối loạn chu kỳ thức ngủ, thấy bệnh nhân tự động khó ngủ thì chúng ta phải nghi ngờ bệnh nhân coi chừng bị vô não gan độ 1 rồi. Như vậy thì hướng dẫn cho người nhà cách nhận biết để họ tự điều trị trước ở nhà coi như thế nào, nếu không đáp ứng thì sẽ cho bệnh nhân nhập viện ha. Thứ hai là gì, cái cách uống Dufalac ha, hướng dẫn bệnh nhân cũng phải biết cách uống đến khi phân sệt là vừa, chứ không phải uống đến khi mà bệnh nhân tiêu chảy thì lúc đó nó lại thúc đẩy vào rối loạn điện giải và bệnh nhân rơi vào não gan tiếp tục nha. Phòng ngừa bệnh não gan tái phát thì nhớ là điều trị các biến chứng của sơ gan, ví dụ nhiễm trùng hoặc là xuất huyết tiêu hóa. Thứ hai là lactulo được khuyến cáo trong phòng ngừa bệnh não gan tái phát sau đợt điều trị đầu tiên.
Như vậy á, sau khi bệnh nhân bị đợt đảo gan thứ hai trở đi thì chúng ta có thể cho lactulo đi dự phòng ha. Rifaximin được lựa chọn thêm vào trong phòng ngừa bệnh đảo gan tái phát sau đợt thứ hai ha. Probiotic và theo dõi các biểu hiện của thần kinh ở bệnh nhân não gan kéo dài và có bệnh lý não gan trước đó. Đảm bảo dinh dưỡng thích hợp và đầy đủ, đặc biệt là chế độ ăn nhiều đạm thực vật. Như vậy đối với điều trị não gan chúng ta có tứ trụ, các bạn ghi nhận vào. Đối với điều trị não gan chúng ta có tứ trụ, thứ nhất là lactulo, thứ hai là kháng sinh. Kháng sinh ở đây chúng ta có thể là có metronidazole hoặc là rifaximin. Và thứ ba đó là cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cung cấp đạm đầy đủ, đặc biệt là đạm thực vật. Và thứ năm và thứ tư đó là probiotic. Nhưng mà anh không công nhận cái probiotic, mặc dù cái guideline nó có đề cập, chúng ta không có đề cập, chúng ta trên lâm sàng chúng ta không có điều trị probiotic ở bệnh nhân não gan, mặc dù guideline nó có hướng dẫn và nó nói là có thể có lợi, tuy nhiên đối với anh là không có sử dụng probiotic. Như vậy các bạn nhớ, mặc dù hướng dẫn của các điều trị người ta nói tới tứ trụ là một là lactulo là thuốc nhuận trường, thứ hai là kháng sinh là metronidazole hoặc là rifaximin, thứ ba là chế độ dinh dưỡng giàu đạm, đặc biệt là đạm thực vật, thứ tư là cái probiotic. Tuy nhiên anh không thừa nhận probiotic nha, cho đó các bạn không có điều trị cái probiotic trên lâm sàng nha. Cái này thì cái điều trị của theo ASLD 2014 thì nó cũng giống như mình thôi. Nhưng mà ở đây có một câu nhấn mạnh cho chúng ta biết là trong điều kiện mà yếu tố thúc đẩy đã được kiểm soát tốt, chức năng gan và dinh dưỡng được cải thiện thì chúng ta không cần điều trị dự phòng kéo dài. Tức là sao? Bệnh nhân đã điều trị được yếu tố thúc đẩy, ví dụ như bị xuất huyết tiêu hóa chúng ta điều trị ổn rồi, bệnh nhân đi cầu phân vàng rồi, bệnh nhân đã ra được não gan rồi, thì chúng ta không lúc xuất viện thì chúng ta không cần phải cho Dufalac về nhà ha. Như vậy chúng ta nói là có thể ngưng điều trị dự phòng khi các yếu tố thúc đẩy đã được kiểm soát ha. Nhớ điều đó, chứ không thôi phát luôn Dufalac về nhà uống hoài luôn là không có phù hợp, không có đúng với hướng dẫn nha. Rồi như vậy á, ở đây á chúng ta thấy á theo hướng dẫn của Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ, Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ nghe, chứ không phải Hội Gan mật Hoa Kỳ nghe, ACG á, năm 2018 á, cái đây chúng ta thấy á, đối với bệnh nhân mà bị bệnh não gan đợt cấp thì cái khuyến cáo đầu tiên đó là lactulo, tức là Dufalac, và cái điều trị thứ hai được thêm vào á đó là cái kháng sinh rifaximin, và thứ ba, điều trị thứ ba là các thuốc nhuận trường khác, ví dụ như là PET, như Fotlac hoặc là Foctan vân vân. À, đây là bệnh não gan đợt cấp thì chúng ta có thể theo thứ tự là lactulo, rồi sau đó tới rifaximin và cuối cùng là PET. Rồi đối với một cái bệnh não gan tái phát thì người ta khuyến cáo chúng ta sẽ phối hợp ngay từ đầu luôn, chứ không phải theo thứ bậc đó nữa. Chúng ta sẽ phối hợp lactulo và rifaximin một lượt luôn nha. Còn đối với bệnh não gan mà đợt cấp thì chúng ta có thể theo thứ tự từng bậc, nếu mà không đáp ứng với thuốc bậc 1, ví dụ như là lactulo mà không đáp ứng thì chúng ta sẽ cho kháng sinh, rồi nếu kháng sinh mà vẫn không đáp ứng thì chúng ta thêm PET. Còn ở đây thì cái khuyến cáo mà trong vòng ngừa bệnh não gan tái phát thì chúng ta sẽ phối hợp hai thứ ngay từ đầu, đó là lactulo và rifaximin nha. Rồi như vậy ở đây chúng ta nhớ là chúng ta đã kết thúc được cái bài mà điều trị bệnh não gan. Bây giờ anh hỏi lại coi các bạn có nhớ không nha. Nguyễn Tuấn Thành đâu? Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Tuấn Thành đâu? Nguyễn Tuấn Thành đâu? Nguyễn Thành Thưởng đâu? Nguyễn Thành Thưởng đâu? Trốn luôn. Đoàn Công Trà đâu? Đoàn Công Trà. Đoàn Công Trà. Đang coi đá banh hay gì vậy? Tiếng nhiều quá trời vậy. Rồi anh nói nè, Đoàn Công Trà, đối với bệnh nhân não gan thì chúng ta sẽ điều trị giảm nồng độ NH3 và các độc chất bằng cách nào, có mấy vị trí tác động? Tại gan và ngoài gan. Đầu lao,
không có chịu chú ý gì cả. Ngồi đó coi đá banh đi nghe. Nguyễn Thị Huyền Trâm đâu? Dạ có. Mình sẽ tác động tới mấy vị trí? Dạ, 5 vị trí là tại ruột, tại ruột, tại gan, tại cơ, tại hàng rào máu não và tại não. Đúng rồi, tại hàng rào máu não và tại não. Nguyễn Phi Trình đâu? Nguyễn Phi Trình. Nguyễn Phi Trình đâu? Dạ có em ạ. Tại ruột mình có thuốc gì? Tại ruột mình có thuốc nhuận tràng. Thuốc nhuận tràng là thuốc gì? Lactulo. Lactulo. Đọc Lactulo gì? Lactulo. Tên biệt dược của nó là Dufalac. Rồi cái gì nữa? Tại ruột mình có thuốc gì nữa? Giờ hết rồi, còn ngoài ra thì mình có thục tháo đại tràng. Thục tháo đại tràng rồi gì nữa? Mình phải diệt con vi trùng nữa trong đường ruột bằng cái gì vậy? Mình dùng kháng sinh. Kháng sinh gì? Hồi nãy chỉ kể có hai loại thôi. Dạ, metronidazole với rituximab. Cái gì vậy? Rifaximin. Đọc cái gì vậy? Kìa, trên cái slide có thấy cái chữ rifaximin không? Dạ, có thấy. Đọc tầm bậy tầm bạ gì đó. Rồi, vậy là tại ruột chúng ta có hai loại thuốc. Một là thuốc nhuận tràng. Thuốc nhuận tràng có thể dạng uống hoặc là dạng thục tháo. Thứ hai là kháng sinh, đó là metronidazole hoặc là rifaximin. Liều của metro là bao nhiêu? Liều của metro là 0.25 gram nhân 3 lạng ngày. Đúng rồi, liều của rifaximin là bao nhiêu? Liều của rifaximin là 550 gram nhân mấy? Nhân 2 lần ngày. Nhân 2 lần một ngày thôi. Tại vì những bệnh nhân suy gan nặng á, thì chúng ta phải giảm liều ha. Mặc dù liều khuyến cáo nó có thể lên đến 3 lần, nhưng mà chúng ta sử dụng 2 lần thôi nha. Đào Huỳnh Anh Tuấn đâu? Đào Huỳnh Anh Tuấn. Đào Huỳnh Anh Tuấn đâu? Không có. Đi tên vô. Linh ơi. Nguyễn Anh Tuấn đâu? Dạ có em ạ. Đâu? Nguyễn Anh Tuấn đâu? Dạ. Tại gan có thuốc gì? Tại gan có thuốc gì? Dạ. Thầy, tại gan có thuốc nôn la là kết hợp giữa orexin với aspartat. Rồi gì nữa? Với kẽm á. Còn rồi gì nữa? Có sodium benzoate. Đúng rồi, có 3 loại thuốc thôi. Một là Lola, hai là sodium benzoate và thứ ba là kẽm nha. Rồi, tiếp tục bạn khác. Rồi Đậu Thanh Tùng đâu? Đậu Thanh Tùng. Đậu Thanh Tùng đâu? Ghi tên vô. Lê Hữu Tùng đâu? Lê Hữu Tùng. Rồi. Tại cơ có thuốc gì? Dạ, cơ thì dùng tại cơ có thuốc gì? Dạ, là dùng amino acid chuyển ngắn. Nó tên là gì? Dạ là aminoleben. Không, cái đó là tên biệt dược ha. Còn cái chất của nó gọi là BCAA, tức là acid amin chuỗi ngắn ha, hoặc là acid amin phân nhánh cao. Thì mình cái chất của nó là BCAA, nó giúp thúc đẩy cái chuyển hóa cái glutamate thành glutamin ha, để khử độc NH3. Như vậy chúng ta nhớ là chuyển hóa tại cơ thì chúng ta có cái acid amin chuỗi. Rồi tại hàng rào máu não mình có thuốc gì? Dạ, hàng rào máu não là có glutamatinin. Dạ, alo. Dạ, mạng thầy bị lắc rồi thầy. Nghe rõ không? Các bạn nghe rõ chưa?
rõ không? Dạ nghe rõ rồi. À, như vậy tại não thì chúng ta có chuyện thụ thể benzodiazepine là lumazenin hoặc các chất hoặc là các tiền chất của chất dẫn truyền thần kinh thật, ví dụ như L-DOPA vân vân, hiểu không? Thanh thị diễm vi. Thanh thị diễm vi là ai đâu? Dạ. Ừ. Như vậy đối với điều trị não gan khi chúng ta theo dõi, nghe nè, nghe rõ chưa? Có nghe không? Dạ. Có nghe không? Có nghe anh hỏi không? Dạ có. À, như vậy đối với một bệnh nhân á, chúng ta não gan thì chúng ta khi về nhà thì chúng ta dặn bệnh nhân cái gì và người nhà bệnh nhân cái gì? Dạ thưa thầy, em dặn dặn người nhà và người nhà bệnh nhân và bệnh nhân về tác dụng và tác dụng phụ của thuốc. À, chúng ta dặn bệnh nhân tác dụng phụ của thuốc gì đó. Đúng rồi. Còn gì nữa? Tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị. Rồi, còn gì nữa? Và một số dấu hiệu sớm để mình nhận biết cái việc bệnh não gan tái phát. Ví dụ như là bệnh nhân đúng rồi. Một chút kỳ ngủ. Đúng rồi, đúng rồi ha. Rồi. Dạ, như vậy tứ trụ điều trị não gan là gì? Dạ thưa thầy, tứ trụ điều trị não gan gồm có lactose, kháng sinh, chế độ dinh dưỡng lactulo. Lactulo với phải lactose. Ừ. Nó là một cái disaccharide đó. Ừ. Rồi gì nữa? Dạ, kháng rồi sinh. Cái gì nữa? Kháng sinh. Chế độ dinh dưỡng. Nữa? Rồi. Chế độ và probiotic nữa thầy. À, và probiotic đúng rồi ha. Rồi. Võ Việt Phương. Võ Việt Phương đâu? Có em. À, Võ Việt Phương. Cái chế độ ăn bệnh nhân, chế độ ăn ở bệnh nhân não gan nó có gì khác biệt? Ủa, bệnh nhân sơ gan á, có gì khác biệt? Dạ, thưa thầy là phải chế độ ăn giàu đạm, đặc biệt là đạm thực vật, hạn chế chất béo. Rồi gì nữa? Có kiêng cữ gì không? Dạ, trong giai đoạn đầu thì bệnh nhân sơ gan thì không, còn đến khi bệnh nhân vào bệnh não gan nặng thì hạn chế đạm. Đúng rồi, rồi cách chia bữa ăn sao? Để thầy thì chia nhiều bữa ăn trong ngày, từ 4 đến 6 bữa. Và... đúng rồi, chia nhiều bữa ăn trong ngày ha, để cho tránh hiện tượng gì? Để tránh để tăng hoạt động, bệnh nhân có đủ năng lượng để hoạt động và tránh ly giải cơ vân. À, người ta gọi là tránh hiện tượng dị quá đạm ha. Tránh hiện tượng dị hóa đạm. À, tức là hiện tượng tiêu cơ nó gây để nó lấy đạm từ cơ đó, người ta gọi là hiện tượng dị hóa đạm ha. Rồi nếu mà cái Nguyễn Hoàng Diễm Anh dạ. Ừ. Nếu một bệnh nhân sơ gan mà không đáp ứng với điều trị nội khoa thì chúng ta sẽ làm gì? Nếu bệnh nhân sơ gan thì nói lại mà nữa. Nếu bệnh nhân sơ gan không đáp ứng với điều trị nội khoa thì chúng ta sẽ làm gì? Dạ là mình lọc máu, ghép gan ạ. Đúng rồi, mình lọc máu, mình ghép gan ha. Rồi được rồi đó. Rồi, những cái bạn nào mà anh đọc tên mà không có lúc ngày mới mai mốt mà nên nộp lại danh sách đó cho anh nghe chưa? Dạ. À, bây giờ anh nhắc mấy cái bạn này nè, các bạn có hay cái lịch đi học chưa? Dạ dạ rồi thầy. Rồi các bạn có ý, rồi các bạn có ý kiến gì không? Các bạn có ý kiến gì không? Dạ em liên hệ chị Ánh thì chị Ánh kêu là hỏi thầy. Hỏi cái gì mà hỏi? Là hỏi là có ý kiến gì không? Các bạn đi mấy tuần, mỗi trại đi mấy tuần? Là đi tổng cộng là 5 tuần đó thầy. Mình đi là 5 tuần. Như vậy á, bây giờ anh nói cả lớp nghe nè. Cả lớp phải chú ý cái này nè. Thứ nhất á, nếu chúng ta đi 5 tuần á thì theo các bạn là các bạn sẽ biết được cái gì không? Nhắm là chúng ta sẽ có kiến thức được không? Trong khi mỗi trại chúng ta đi có 1 tuần thì chúng ta nhắm là chúng ta có biết được điều trị không?
hả? Cái nhóm nào đi nội trước anh dặn nè, cái nhóm nào một khi anh đã dẫn lý thuyết rồi thì anh coi như các bạn đã nắm được lý thuyết hết rồi nha. Cho đó vô lâm sàng là chỉ cần có khai lý thuyết ra rồi bắt đầu đọc đọc và làm thôi. Anh hỏi tới là phải trả lời được, bởi vì chúng ta coi như đã thuộc lý thuyết nha. Cho đó các bạn không qua lâm sàng mà đừng có nói với anh là em không thuộc bài nha. Tại vì chúng ta chỉ có 2 tuần, của chúng ta chỉ có 1 tuần mỗi trại tiêu hóa thì chưa hấp thu hết thì đã qua tim mạch rồi, tim mạch thì chưa xong, chưa biết điều trị thì đã qua hô hấp rồi, coi như là ra trường dốt luôn ha. Chúng ta sắp ra trường rồi, còn nếu không học đàng hoàng thì chúng ta coi như dốt luôn cái nội này ha, dốt luôn cái nhi ha, còn ngoại thì hết biết đường luôn, sản cũng không biết đường luôn ha. Do đó các bạn phải tự túc, các bạn phải tự học trước khi chúng ta vô rơi và chúng ta đi lâm sàng, bởi vì đi vô thì nó cuốn rất là nhanh và chúng ta không kịp hiểu là chúng ta đã hết trại rồi. Do đó chúng ta năm nay là rất là xui ha. Chúng ta phải cố gắng học lý thuyết trước, chúng ta trang bị lý thuyết trước thì chúng ta qua lâm sàng thì chúng ta phải nhảy vô là làm liền, nhảy vô nói là phải hiểu liền, chứ không phải nói cái này em chưa có nhớ, em về đọc bài lại, lúc đó là thua rồi nha. Anh dặn các bạn là phải trang bị lý thuyết đầy đủ trước khi qua lâm sàng, chứ không phải qua đó ngồi ú ớ nha. Có hiểu không? Có hiểu tôi nói gì không vậy? Dạ, dạ hiểu rồi. Anh nói trước các bạn, anh nói như vậy luôn mà các bạn không hiểu nè thì qua người ta cho thi rớt rớt hàng loạt luôn. Có hiểu chưa? Ở đây người ta coi mình nắm lý thuyết rồi và người ta thi, người ta chả giảm tải gì cho mình đâu. Có hiểu không? Thi vẫn là thi thiệt mà học thì học ít, do đó chúng ta phải cẩn thận, coi chừng rớt ở lại một năm như chơi. Có hiểu chưa? Có hiểu không? Mấy nhóm trưởng có hiểu hết không? Dạ hiểu rồi. Các bạn đậu hay rớt, thành hay bại là do mình đó nha. Anh nói trước rồi đó, anh đã nhắc trước rồi đó nha. Các bạn vô mà còn ú ớ là ta cho khỏi học luôn, rồi thi luôn, rồi rớt luôn, cứ ở lại năm nữa thôi. Anh nói trước rồi đó, các bạn phải cẩn thận, bởi vì đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với mình phải cố gắng lên mới vượt qua được nha. Do đó chúng ta phải thuộc lý thuyết trước, rồi nhảy qua lâm sàng chúng ta chỉ cần đọc lại những gì lý thuyết người ta dạy thôi, rồi lúc đó chúng ta nhảy vô, chúng ta phân tích cái bệnh án cho nó nhanh, chúng ta không ngồi đó ú ớ nữa nha. Có hiểu anh nói không? Rồi những đứa nào mà làm biến học á thì tự đào thải, tự thải loại khỏi ra trường luôn ha, anh nhắc rồi đó. Kỳ này anh cho mấy đứa học 7 năm rồi, được chưa? Có ý kiến gì không? Có hỏi gì, có thắc mắc gì cái biến chứng này không? Trong lớp. Dạ thầy, cho em hỏi được không thầy? Ai, em tên là gì? Dạ em hỏi bài cái bài này luôn thầy, thì là trong cái tứ trụ mà thầy nói thì có một cái thầy không đồng ý là cái probiotic, thì có lý do đúng gì rồi. Không thầy? Lý do là gì? Lý do là thật sự ra các nghiên cứu về nó thì chưa chứng minh được nó có lợi hoàn toàn. Và thứ hai á, là trong trường hợp bệnh nhân đang não gan, tức là hệ vi sinh đường ruột nó đang phát triển quá mức á, thì mình bổ sung thêm một cái chủng vi sinh nữa. Mình đã sử dụng cái thuốc kháng sinh để điều trị bớt cái vi trùng đường ruột, để chúng ta làm giảm cái hiện tượng mà chuyển hóa cái đạm ở trong đường ruột. Bây giờ chúng ta lại bổ sung vi khuẩn nữa thì chúng ta đang làm cái điều hơi nghịch lý đó. Có hiểu không? Dạ dạ dạ, em cảm ơn thầy. Do đó anh không đồng ý bổ sung men vi sinh, bởi vì chúng ta đang cho kháng sinh để diệt vi trùng đường ruột mà chúng ta bây giờ lại bổ sung thêm cái con vi trùng vô nữa thì cái chuyện đó nó hơi mâu thuẫn nha. Rồi còn bạn nào hỏi gì nữa không? Thầy cho em hỏi thầy là ở những cái bệnh nhân mà kiểm soát được cái yếu tố thúc đẩy rồi nhưng mà mình vẫn điều trị dự phòng á thầy, là có cái trường hợp nào như vậy không này? Đó là dành cho trường hợp là bệnh não gan tồn tại dai dẳng. Như vậy chúng ta nhớ nha, đối với điều trị não gan lúc nào do anh hỏi câu đầu tiên phải tìm cho được cái gì hả? Đối với tiếp cận một bệnh nhân não gan thì chúng ta phải tìm bằng được cái gì? Yếu tố thúc đẩy à? Đúng rồi, phải tìm được yếu tố thúc đẩy và giải quyết yếu tố thúc đẩy thì bệnh nhân mới không bị tái phát và ra cơn não gan mới sớm được. Còn nếu mà chúng ta mò hoài không tìm được yếu tố thúc đẩy, coi như bệnh não gan này là do suy gan nặng lên, thì những trường hợp đó xấu. Người ta có một câu nói như vậy nè: bệnh não gan mà tìm được yếu tố thúc đẩy thì tiên lượng tốt, bệnh não gan mà không tìm được yếu tố thúc đẩy thì tiên lượng xấu. Bởi vì nếu mà không tìm được yếu tố thúc đẩy là do chức năng gan nó đang suy nặng lên và nó vô não gan, thì những trường hợp đó chúng ta không thể đảo nghịch được và nó tiên lượng xấu nha.
Còn nếu mà bệnh não gan mà có yếu tố thúc đẩy, ví dụ như là tìm được xuất huyết tiêu hóa, thì đó những trường hợp đó tiên lượng rất tốt nha. Giải quyết nó xong thì bệnh nhân sẽ không rơi vào tái phát nữa. Rồi, còn bạn nào hỏi gì nữa không? Anh nhắc các bạn rồi đó nghe, chúng ta còn nửa tuần nữa để chúng ta trang bị lý thuyết trước khi qua Nhi. Anh thấy Nhi á, mỗi trại các bạn có đi có 3 ngày thôi, coi như các bạn chưa biết trời đất gì hết, là chúng ta đã kết thúc một trại rồi. Mà thi thì thi thiệt nha. Do đó là các bạn có khả năng rất Nhi rất là cao nha. Rồi nội nữa, đi một tuần mà có chưa biết trời đất gì hết, chưa biết điều trị, đã hết một bài, đã hết một trại rồi, nhảy liên tục thì coi như chúng ta thi rất là nguy hiểm nha. Về cái khối lượng chương trình thì đề thi người ta cũng không giảm tải gì cho mình hết trơn á, mà chúng ta lại coi như chúng ta học rồi hết rồi và chúng ta phải trả lời và làm được. Do đó chúng ta thấy là rất nặng nề, các bạn phải tự ôn lý thuyết ở nhà chứ không phải ngồi chơi. Đây là những cái ngày để chúng ta ôn lý thuyết ở nhà, để chúng ta tập trung và chúng ta đi lâm sàng, chứ chúng ta không còn thời gian để vui chơi gì nữa. Có nghe rõ không? Dạ có. Anh cho mấy đứa, anh cho các bạn rất thiệt á, chứ không phải rất giả đâu. Anh cho các bạn khỏi ra trường luôn, nếu mà các bạn không cố gắng nha. Và năm nay cũng như rớt lại một số nữa rồi đó nha, các bạn hiểu rồi đó. Rồi các bạn còn hỏi gì nữa không? Dạ thầy cho em hỏi là hồi nãy trong cái phát đồ của hai cái hiệp hội á, thầy thì chỉ nhắc tới là cái thuốc ở trong đường ruột thôi, thì còn mấy cái thuốc ở đường khác mình kết hợp như thế nào hả? Trên lâm sàng. Tức là chúng ta điều trị đồng thời trên lâm sàng, chúng ta điều trị đồng thời nhiều thuốc một lượt ha. Nhưng mà đối với cái hướng dẫn điều trị thì chúng ta nhớ, chúng ta thấy nó chỉ thừa nhận có ba loại thuốc thôi. Một là gì? Một là lactulo, hai là kháng sinh, và thứ ba là gì? Thứ ba là cái probiotic thôi. Chứ ngoài ra mấy thuốc Lola nè, mấy thuốc BCAA được xếp vào nhóm hỗ trợ, kẽm rồi đó, được xếp vào nhóm hỗ trợ và nó không thừa nhận trong các guideline nha. Mặc dù nó nói là có thể hỗ trợ điều trị, nhưng mà nó không được gọi là chính thống vào guideline điều trị. Rồi các bạn còn hỏi gì nữa không? Hết ha. Rồi chúng ta kết thúc ở đây nha. Dạ thầy cho em hỏi một cái là cái chỗ điều trị người tái phát á, thì điều trị cái lactulo là mình vẫn dùng cái liều là 1-2 gói trên ngày hả thầy? 1-2 gói một ngày ha. Nếu mà đi một gói, uống một gói mà bệnh nhân đã tiêu phân sạch thì uống một gói thôi. Còn nếu bệnh nhân uống 2 gói mới tiêu phân sạch thì uống 2 gói. Còn nếu uống 3 gói mới phân sạch thì uống 3 gói ha. Mà dứt khoát không để bệnh nhân tiêu chảy. Dạ vậy khi nào phân sạch là mình ngưng luôn hả thầy? Vậy à, phân sạch thì duy trì cái liều đó là được rồi, hiểu chưa? Còn dạ, tiến tới nữa là nó tiêu chảy đó. Tại vì hồi nãy em thấy có câu yếu tố thúc đẩy mà kiểm soát tốt thì có thể ngưng điều trị dự phòng, em thắc mắc chỗ đó. Đâu có gì đâu, kiểm soát tốt ở đây là yếu tố thúc đẩy là gì? Ví dụ như là máu thì chúng ta đã đẩy hết máu ra khỏi lồng ruột thì chúng ta ngưng cái lactulo đó gì chứ? Hiểu không? Dạ. Chứ bây giờ mình bệnh nhân bị táo bón thì chúng ta phải sử dụng lâu dài à? Có hiểu không? Còn bệnh nhân ngưng thuốc cái nó táo bón nữa, do đó táo bón nó phải sử dụng lâu dài. Còn bệnh nhân ví dụ như là xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta sử dụng cái đó để đẩy máu ra khỏi lồng ruột, hết máu thì chúng ta ngưng. Hiểu không? Dạ dạ em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy. Các bạn còn hỏi gì nữa không? Không kết thúc nha. Dạ thầy ơi, vì trong trường hợp mà bệnh nhân vốn đã tiêu chảy sẵn rồi, mình có sử dụng lactulo không thầy? Tại vì em thấy là lactulo là nó dùng là first line trong điều trị bệnh não gan thầy. À, cái bài bạn nào mới hỏi câu đó vậy? Dạ em Tuấn Anh thầy. Tuấn Anh hả? Cái gì dạ, Tuấn Anh? Dạ Trần Tuấn Anh ạ. À, bạn hỏi câu hỏi rất là hay ha. Bạn hỏi câu hỏi này trên lâm sàng rất là thường gặp mà không ai biết làm hết trơn. Nha. Khi một bệnh nhân bị não gan mà bệnh nhân bị tắt cái loa đi, các bạn nào mở loa gì đó. Tắt cái loa đi. Thứ nhất là gì, một cái bệnh nhân não gan mà bệnh nhân có kèm theo tiêu chảy thì chúng ta điều trị như thế nào? Thì ở đây chúng ta không ai ngu dại đi cho thêm cái Dufalac cả. Nó là tiêu chảy thì nó rơi rối loạn điện giải và nó thúc đẩy não gan lần nữa. Do đó chúng ta không được phép cho lactulo ở những trường hợp này. Chúng ta chỉ cho kháng sinh thêm thôi ha, cho kháng sinh, cho thêm cái men vi sinh thôi, chứ chúng ta không được phép cho thêm lactulo nữa, bởi vì bệnh nhân đang tiêu chảy rồi, được chưa? Còn bạn nào hỏi gì nữa khác không? Hết ra
Ừ.